Thế là Thanh mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Cả nhà bữa nay thì Thanh đi ra đồng, Thanh sẽ đi thu hoạch bông súng. Thì bữa nay Thanh sẽ đi quay lại cho cả nhà cùng xem Thanh nhổ bông súng rồi Thanh sẽ đem đi bán. Nhưng mà giấc này mình nhổ giấc chiều thì tới sáng mình mới bắt đầu đi điếm, mà đi giấc sáng sớm á. Thì nếu mà quay được thì Thanh sẽ quay lại cho cả nhà xem, còn nếu quay không được thì Thanh sẽ quay cái khúc lúc Thanh nhổ bông súng cho cả nhà cùng xem thôi nha. Bây giờ Thanh mời cô chú anh chị các bạn cùng đi nhổ bông súng với Thanh nha, đi thu hoạch bông súng thôi. Nên thì mình sẽ bơi trên cái chiếc xuồng ba lá nhỏ cái nhà. Chiếc xuồng ba lá này nha, nó ưa lắc lắm. Ê, quên xíu nữa bỏ camera lại. Rồi. Giờ thì mình sẽ cho con bơi ra cái chỗ này. Nó có bông rồi cả nhà. Mình bẻ theo clip để thôi nó lộn xộn. Theo cái clip mà bìa trước. Ui, cái chỗ bụi này hai bông lận á. Ây da, hổng gài thì mình nhổ mình trồng cũng chắc cỡ 10 ngày cả nha. Bữa nay mới bắt đầu thu hoạch. Ôi, cộng con súng nó trắng xíu. Nó dài coi được luôn. Nhổ mình phải nương nương tại vì mới trồng hổm gài cỡ 10 ngày mười mấy ngày cái nha. Nương nương thì con lá bầu. Để thôi nó bị chốc vậy. Quá trên cái bụi này nó cao. Giờ con à. Cái bụi cái bông nó trồi lên trên mặt nước cao hơn một mắt đó cả nhà. Cá sặc nó ngớp nè. Rồi cái này nó bị đứt hình khúc rồi. Phải dạy tới cái nào. Cái con súng á nó đưa đưa cái mũi nhọn lên như là cái con gánh vậy đó, một bọng. Cái cọng này nó bự hết hồn luôn. Coi nè cả nhà, lên đất nè, nhổ tốt dữ luôn á. Ui, cái cọng này nó dài hơn 2 thước luôn á. Không biết lần đầu tiên mình thu hoạch được bao nhiêu bông nữa đây. Bên đây một bông nữa. Trước mặt mình á có cái mấy bụi đó, một bụi hai bông luôn cả nhà. Chuyển động nhẹ nhẹ. Cái bông này nó cộng nó nhỏ xíu, cái bụi do cái bụi nó còn nhỏ. Ôi, đứt luôn rồi. Có bông súng ma nè cả nhà ơi. Còn bông súng ma nữa nè. Cái này là bụi bông súng ma riêng, nó khác với bông súng cơm, bông súng mình nữa cả nhà. Súng ma thì nó sẽ
cái bông nó sẽ màu xanh. Ở cái bụi này hai bông luôn nè. Cái này nó nổi lên mặt. Cái này mà để qua một đêm nữa nó lên thêm một gang nữa cả nhà. Mấy cái chỗ này biết sao bông nó cũng tại vì nó cạn. Chỗ nào nó sâu sâu á là bông nó dẹo mà. Gì cũng không có cột lắm đâu. Dạ tới. Ừ, chắc của mình nó bị chết rồi cả nhà ơi. Nó bị hao rồi. Chỗ này đâu 6-7 bông luôn, cả chục bông. Cái bông này nó bự hết hồn. Cọng nó bự á cả nhà. Cái nhầm bụi nó bự, cái cọng nó bự ghê luôn. Cái khúc này không người ta chụp bông. Nó dài òn luôn. Cái bụi này hai bông luôn. Dưới bên đó một bông. Cái dại mà nó bự. Mấy bụi này nó gần trong bờ. Thì nó có mấy cái lá bông súng mà nó bị thúi á cả nhà, nó bị gãy á, nó trôi ra cái mình nuôi cá sặc rằn á, nó ăn mấy cái lá bông súng thúi này như nút rong á, nuôi cá thiên nhiên luôn. Không biết bữa nay được bao nhiêu cộng. Tại giấc này mình nhỏ giấc chiều quá nha. Nó tính lại hết rồi chứ gặp mà giấc sáng nó nở và đẹp lắm. Chỗ này hai bông luôn. Hai bông bông đôi luôn. Nở giờ quá. Cộng gì đứt luôn rồi. Nãy giờ bị đứt hết mấy cộng rồi đó cả nhà, hai cộng, ba cộng.
Bơi bằng cái tay còn nhanh hơn mình cắt cái cây nữa cả nhà ơi. Nãy giờ nhổ mà. Ôi nó dài. Bơi bằng cái tay còn nhanh hơn bằng cái cây nữa. Bơi giờ ra ngoài kia cái này còn chắc tầm mười mấy lông nữa là hết. Cái bông này chắc bự nè, thấy cái bông bự là cái cọng nó bự. Ủa biết lắm mà, cái cọng chà bá luôn. Nó dài quá nè. Đây lồng ra ngoài trước cả nhà ơi. Đằng kia bắt đầu mình bơi vòng vô một cái nữa là hết rồi đó. Ở đó nãy phải biết gì đi ra ngoài nhỏ luôn còn sót kìa. Nhất. Dùng cái tay làm cái cây chèo. Đó, khúc này là hết rồi. Giờ mình sẽ đi ra lại đằng kia. Rồi. Bên đây là hết rồi đó cả nhà, đi vòng vòng cái này cũng hơn trăm mầm á. Bên trong nó bút bút nhất rồi, hai bông luôn. Chuyện cái cọng con súng nó dài luôn cả nhà ơi. Còn sót nữa hả? Đưa xuống cái là bứt cái mặt cái nè. Nó lên nè cái nè. Hồi nãy gắt mình do mình bơi xuồng á. Cái nó bị ấy, nó bị sót. Rõ ràng bị sót nè. Nó dài.
giống như mặt cam em nha. Coi còn sót không rồi, bây giờ đi vô trong rồi đó. Ở trong nó còn mình nhỏ một đường dài lên đó chắc cần mấy bông nữa là xong rồi, phía ngoài đó hai bông nữa. Nó còn nhái. Còn mấy hai bông ngoài kia nữa là xong hết rồi đó cả nhà. Thế vậy á mình nhổ mấy cái bông nó trồi lên mặt nước chứ còn mấy cái bông cái bút tất nó nằm ở dưới nữa cả nhà. Mùi mơ bắt đầu nó nổi lên. Càng nhổ càng ghiền. Nhổ con súng này càng nhổ càng ghiền. Xong. Nó dài luôn. Rồi, bây giờ hâm sẽ bơi lại cái cầu. Bắt đầu đi lên. Sợ nó lạnh nó hướng xỉu. Ốc một con ốc rồi, bây giờ là xong rồi, cặp bến nha cả nhà ơi. Bây giờ sẽ đếm thử coi được bao nhiêu cặp một súng cả nhà. Mình thu hoạch bông súng ở trong cái hầm. Coi 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 90 đi. Rồi bây giờ thì bữa nay là mình đi thu hoạch bông súng ở trong cái hầm thì cũng xong rồi. Thì bây giờ là nhưng mà mình đem đi bán bông súng rồi cả nhà. Mình không có bán nguyên cọng như vậy thì mình sẽ vô phanh á, vô cái phanh rồi bắt đầu mình mới giao cho bạn hàng người ta bán á cả nhà. Đó. Cái cọng nào bự thì mình sẽ vô phanh chắc từ 3 đến 4 cọng. Còn cọng nào nhỏ thì 5 đến 6 cọng, nó tùy theo cọng dài, cọng ngắn với lại cọng nhỏ, cọng bự nữa cả nhà. Bây giờ rồi cả nhà, thì bây giờ là cái thu hoạch bông súng của mình thì cũng đã xong rồi. Bây giờ anh sẽ rửa bông súng với lại mình đem vô nhà rồi bắt đầu mình mới vô phanh cả nhà ơi. Rửa để cho bông súng nó sạch đó, sạch ba cái gông với ba cái này cái kia. Thì nhìn cọng bông súng mới nhìn thấy thấy thèm thấy ngon. Ôi, cọng này là từ 2 thước mấy á. Có cọng còn dài hơn nữa cái nhà. Cái nè. Nó dài được, thấy ham luôn á. Tại vì mình vô nước nó cao, cái nhà hổm mình trồng á thì nước nó cục, bây giờ nước nó dâng lên nó cao, bởi cọng nó súng nó dài ra. Rồi bây giờ thì cũng chiều tối á, mình đem bông súng vô nhà bắt đầu mình vô phanh cả nhà. Đi vô nhà thôi. Đem cả nhà thì từ nãy giờ Thanh lọn bông súng nè, thì cũng lọn được bao nhiêu này, còn có mấy mấy bông nữa thì mình đang lọn á.
tại do nãy giờ á người ta hát nhạc cao kê cho nên Thanh không có quay cái khúc mà đậu qua được đó. Cái nhạc thì người ta vừa mới tắt thì Thanh bắt đầu Thanh quay lại cho cả nhà cùng xem á. Thì cái lọ con súng này á nó cũng rất là công phu luôn cả nhà, phải làm nhẹ nhẹ từ từ, nâng nó như là nâng trứng gì đó, tại vì sợ nó mình làm mạnh tay nó sẽ bị gãy á cả nhà. Đây thì cái này Thanh lọ bông súng vô phanh rồi bắt đầu tới sáng Thanh sẽ đem đi chợ bán cả nhà. Làm từ nãy giờ biết bao nhiêu lâu luôn á, tại vì do là lần đầu tiên mình lọ bông súng vô phanh gì nè, cũng chưa có gành kinh nghiệm á cả nhà, cho nên lọ nó cũng hơi bị lâu với lại mũi chích. Thì mới lần đầu tiên mình lọn mình cũng chưa có lọn được khéo cả nhà, cái nhà xem thông cảm cho anh. Thì cái cọng nào mà nó bự á thì mình sẽ cho 3 cọng, mà cọng nào nhỏ thì anh sẽ cho 5 cọng. Đây là cái cách lọn bông súng của anh. Còn nhiều người người ta lọn kiểu khác nữa cả nhà, không có ai lọn giống ai á. Mỗi người có một cách lọn bông súng khác nhau, lọn rất là công phu luôn á. Để mà được một cái phanh bông súng đẹp mắt á thì nó cũng rất là một kiệt tác cái nha. Không không dám làm mạnh luôn á, làm mạnh là sợ nó bị gãy bông súng cái nha. Bị gãy là người ta mua, cái người mua người ta chê. Hồi nãy giờ thì Thanh lọn hai kiểu, một đợt thì Thanh lọn từ cái đít đó lọn lên, còn bây giờ thì mình lọn từ cái bông mình lọn xuống như này. Rất là công phu luôn. Thanh bông súng đẹp ra thị trường là cũng vừa đi nhổ về, là bắt đầu về nhà tắm xong là quay ra là lọn luôn cái nhà, mà tới giấc này cũng tối rồi. Với lại đợi người ta cao kê xong á, bắt đầu người ta vừa mới tắt là mình tranh thủ Thanh quay lại cho cả nhà xem luôn. Thì lần đầu tiên mình lọn cũng chưa có được khéo lắm luôn, chưa có được khéo lắm cả nhà. Cái này là mới tập lọn luôn. Cái đó thì mình lọn từ nãy giờ. Cuối rồi mình gãy nha cả nhà. Phần thừa dây cái này cho nó đẹp nó khéo đó. Thì cái lọn bông súng của mình có cái lọn này gói hơi được đẹp, hơi tròn rồi. Còn cái này là mình cuộn sẵn nè, còn nó dài luôn nè, cái này từ 2 thước đó nè. Đầu mình lọn dòng với cái này nhưng mà phải làm rất là khéo, rất là chậm luôn, chứ làm mạnh là nó sẽ bị gãy cọng bông súng liền. Tại vì do là cái cọng bông súng á, mình mới vừa nhổ ở dưới hầm lên á, nó rất là giòn luôn á. Cam sao cho nó vừa vừa cái tay cầm là bắt đầu mình sẽ lọt. Chưa có gặm cho nên lọn nó hơi chậm như thế này.
sáng nó cắm thiếu không? Nhìn thấy là mắt thèm luôn. Còn một phút nữa là xong rồi đó. Cái này mà mình lên mình lộn cũng hơi bị lâu. Cái này nó hơi trần trọng như cái nha. Lưng nhẹ tại vì cái lúc cái cọng bông súng á nó gần trên cái đầu á, nó rất là giòn, gần trên cái bông á nó rất là giòn luôn, để mình phải làm mà chậm chậm từ từ nó dễ bị đẩy lắm. Dạ dữ luôn. Tại nó luôn đi cả nhà, tại vì nó bị dư, dư bông. Là một cái thật sự hết. Đây là một cái lọ bông súng mình đã hoàn thành cả nhà. Này nó cũng coi cũng được được chứ không có khéo lắm luôn cả nhà. Đó, lần đầu tiên thanh lọ bông súng thì cũng chưa có được khéo lắm. Này còn mấy vòng cái cọng bông súng ma công nhận nó dọn ra luôn á, nó bị gãy rồi cả nhà. Như gói bánh tét. Trắng trắng là như gói bánh tét gì em. Đó. Tên tên đã nhà ơi xong rồi. Thì hai cái lọ bông súng cuối cùng của mình cũng đã xong. Đây, đây là cái thành quả mà Thanh đi thu hoạch cái hầm bông súng của mình cũng được một thao bông súng này. Thì quên là đếm coi nó được bao nhiêu phanh nữa. Thì tới sáng nếu mà quay được thì Thanh sẽ quay cho cả nhà xem lúc mình đi bán bông súng, còn không thì Thanh sẽ kết thúc luôn cả nhà ơi, tại vì á, là do giấc sáng á, nó hơi lu bu với lại nó hơi tối á. Nó tối, trời tối thì cái điện thoại mình quay nó cũng không có được trong, nó không có được đẹp á. Rồi đây là cái thành quả của mình, lọn bông súng với lại bẻ bông súng, thu hoạch bông súng thì được bao nhiêu. Vào clip sau Thanh sẽ cho cả nhà cùng biết, công bố kết quả cho cả nhà cùng biết với Thanh nha. Rồi bây giờ thì cũng tối rồi, video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem hết video của Thanh. Cả nhà nhớ đón xem video tiếp theo của Thanh vào 7 giờ 40 tối mai nha. Bye bye cả nhà.